Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Em rất là cảm ơn cô bác chị em gần xa đã theo dõi kênh từ máy em thời gian qua, cũng như là mua máy ủng hộ em rất là nhiều động cơ nha. Hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo động cơ Isuzu. Con này là 4G B1. Em là dòng cơ giới nha cô bác chị em. Đấy. Con này là cơ giới. Dòng cơ giới thì nó không có long lanh cành đào như mấy dòng phát điện của mấy em, tại vì nó nằm ở trong thùng cơ giới, nó không có được bao bọc kín đáo như cái thùng phát điện được, cho nên cái về cái hình thức nước sơn bên ngoài, những cái đồ xi nó không có còn như những cái máy phát điện đấy. Nhưng mà em cam kết nguyên zin nha, không tháo mở, không chế cháo nha, không đổ hơi nguyên bản. Nhưng mà hình thức máy như thế nào là em nói cho quá cho em như thế đó nha, không có nói sai lệch nha. Cái quan trọng là thương hiệu mình của bác cho em, mình làm phải gặp phải của bác cho em ha, mình bán đồ đàng hoàng, mình gặp người đàng hoàng. Tất cả gì là do trời định của bác cho em, trời cho nha, chứ mình có tài ba lâu lạc cách mấy mình mua bán giả tạo cũng không có tồn tại quá cho em. Cái máy này nói chung là đời cơ giới, mà con này là quá chuẩn nha, rất là chuẩn nha. Cô bác chị em mà xài máy cơ giới nhiều á thì có thể nhìn biết nha, còn cô bác chị em mà chuyên như xài những con phát điện á, có thể không có quen mắt những con cơ giới này, có thể mình nghĩ nó là hơi xấu xí này kia nọ. Thật sự ra cái đời cơ giới nó vậy thôi. Rất là nhiều cô bác chị em bán dòng đời cơ giới này rồi, thì có chị em có thể tham khảo thêm nhiều cái anh em khác đấy. Rồi, để máy coi coi, em để máy cho máy cho em nghe tiếng máy nha. Con này nó là 12V luôn, có chưa, đầy 12 luôn nha, rất là êm. Thì nó có đôi khi em cũng nó về nhầm con, em mua đầy 24 nữa, nhưng mà này đầy 12 luôn, rất là êm. Thật là đã quá nha, quá đã luôn. Cái gian ti nó còn nhỏ được quá chị em, à, nhỏ đi nữa, nhỏ nữa được không? Cô bác anh chị em nào mà xài xe đào xe cuốc các anh chị em thì mua cái em này ha, đúng bài luôn nha. Em này cam kết nguyên zin nha, bao lên thao tác ok, không liệm nha. Đấy, đúng máy nghe địa thì mình an tâm mà bao bảo hành cho cô bác chị em nha. Còn
nhiều khi cái máy mà mình mua kém chất lượng á, thì có thể mình bán cho quán chị em không tự tin lắm, còn tất cả dòng máy bên mình bán thì mình rất tự tin để bán cho quán chị em, cứ an tâm. À. Rồi em cảm ơn quán chị em rất là nhiều nha, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.